Xin chào các bạn. Làm sao để chúng ta có thể thiết kế một cái poster ở trên công cụ Canva? Và video ngày hôm nay thầy giáo sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ đi giải quyết vấn đề này. Vậy thì để chúng ta có thể thiết kế một cái poster trên Canva nó như thế nào, và với cái phong cách thiết kế nó có thực sự nó hấp dẫn, nó có dễ dàng, nó có thể giúp cho hiệu suất công việc cũng như thu nhập của các bạn nó có tăng lên được hay không, thì các bạn hãy xem hết cái video này nha. Ok, chúng ta bắt đầu với nó thôi. Let's go. Vậy thì khi mà các bạn đã theo dõi ở trên cái màn hình ở trên này, tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ đi thiết kế một cái poster. Và các bạn đang nhìn thấy một cái motorbike nó quá là hấp dẫn với cái phong cách như thế này. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể thiết kế được nó, và những từ khóa gì, những cái phong cách gì để chúng ta làm được một cái poster như thế này? Và chắc chắn nếu như các bạn làm được một cái poster như thế này thì mình tin rằng các bạn cũng sẽ thay đổi cái kỹ năng của mình đáng kể, và chúng ta sẽ lọt vào mắt của những vị lãnh đạo của mình, những người sếp của mình, và nguồn thu nhập của các bạn chắc chắn nó sẽ tăng lên rất là nhiều đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần thêm trang để chúng ta thêm một trang mới. Ở trong này thì cái nền của nó chúng ta sẽ chuyển thành màu trắng cho nó dễ nhìn nha các bạn nha. Thì các bạn sẽ cùng quan sát lại một cái mẫu mà thầy Dương có chỉ cho các bạn ở đây. Thì các bạn cần phải đổ màu rồi chúng ta sẽ xem ở trong này nó gồm có những cái gì, đúng không ạ? Đấy, những cái vật phẩm như thế nào, những cái thành phần như thế nào thì chúng ta cho nó vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần việc, đấy là các bạn sẽ chọn cho nó một cái màu nha. Ở đây thì chúng ta có thể chọn một cái nền vàng đi, các bạn sẽ chuyển thành màu vàng nha. Rồi bước tiếp theo là các bạn sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ có một cái đường nó giống như là những tia nắng ở trong này đó, đúng không? Thì các bạn sẽ chọn, bấm vào mục thành phần để chúng ta sẽ gõ một từ khóa có tên là sunblock. Đây, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái này để chúng ta lựa chọn cho mình rất nhiều những cái mẫu. Các bạn có thể bấm vào mục đồ họa để chúng ta lựa chọn nhá. Đấy, ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái này đi chẳng hạn, hoặc là có rất nhiều cái để cho các bạn chọn. Đây, chúng ta sẽ phóng lớn lên. Rồi, tiếp theo ở trong này các bạn sẽ kéo rộng nó ra. Đấy, thì như vậy là các bạn đã có một cái phong cách nó khá là đơn giản. Bây giờ các bạn có thể bấm vào phần độ trong suốt để chúng ta sẽ kéo nó lại. Đấy, nhìn như thế này thì nó rất là ổn rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ tiếp theo các bạn cần phải làm là chúng ta sẽ tạo ra một cái đường tròn. Đấy, một cái hình tròn đấy các bạn. Các bạn có thể bấm vào cái này. Và mục tiêu của cái hình tròn này thì chúng ta sẽ làm một cái mục trang trí cho nó. Các bạn có thể phóng lớn lên. Rồi, sau khi mà các bạn trang trí rồi thì ở đây chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ trình bày đến việc là một cái xe máy. Rồi những nội dung của nó thì các bạn sẽ thêm như sau. Ở phần dưới này chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật. Đây, các bạn cũng có thể là bấm vào mục thành phần rồi các bạn gõ hình chữ nhật. Đấy, đây chúng ta sẽ vẽ cái hình này ra nha. Sau đấy thì các bạn sẽ xoay cái hình chữ nhật này nó lớn và nó nghiêng thêm một chút nữa. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhân bản, Ctrl D để chúng ta nhân bản cái hình chữ nhật này lên. Mục tiêu của việc chúng ta nhân bản nó để các bạn có thể làm cho cái nội dung này nó đậm hơn, rồi thậm chí chúng ta sẽ trang trí cho nó. Đây, chúng ta sẽ cho cái này nhỏ lại. Rồi các bạn Ctrl D để chúng ta nhân bản và chúng ta tạo ra cái thứ hai ở dưới này. Đấy, mục tiêu của cái việc làm này thì các bạn sẽ trang trí thôi. Nó tạo ra một cái nền nó sẽ rất là đẹp. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta cần phải làm là các bạn hãy đưa hết những cái hình ảnh, những cái nhân vật của chúng ta vào đây. Đây, các bạn có thể gõ là motorbike. Có rất nhiều những cái hình để cho các bạn có thể lựa chọn. Các bạn có thể bấm vào phần đồ họa để chúng ta xem là có cái nào phù hợp với chúng ta hay không. Đây, đây là cái xe máy, cái motorbike mà chúng ta có thể sử dụng. Và các bạn có thể dùng cho rất là nhiều những cái hình khác, hoặc thậm chí là những cái xe hơi, những cái dòng xe khác mà các bạn yêu thích với nó. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được nó tương tự như vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa nó xuống đây. Đấy, thì chúng ta sẽ cảm giác rằng cái xe của chúng ta trông nó sẽ thật hơn. Và với cái phong cách này thì nó được gọi là một cái phong cách mà nó rất là cổ xưa, nếu như các bạn biết về cái phong cách này. Bước nữa là các bạn cần phải làm là đây, chúng ta sẽ gõ chữ nó vào, đúng không ạ? Motorbike, rồi các bạn cứ gõ hết đi. Chúng ta sẽ bấm vào phần văn bản, rồi các bạn sẽ gõ cái chữ motorbike nhá. Đây. Chúng ta sẽ cho nó lớn lên. Đấy, bây giờ các bạn sẽ chọn phông chữ cho nó. Thì phông chữ thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phông chữ khác nhau, đồng thời các bạn sẽ cho nó lớn thêm một xíu nữa. Chúng ta sẽ bấm vào chữ A để đổ màu trắng. Rồi các bạn sẽ bấm vào chỗ này, giãn cách để chúng ta giãn cách dòng, hoặc là các bạn kéo nó nhỏ lại. Bởi vì đây là một chữ tiếng Anh cho nên nó không có dấu, thì nó cũng sẽ rất là tiện để cho các bạn có thể giãn cách dòng cho nó tốt hơn. Rồi sau khi các bạn làm như thế này rồi thì bây giờ sẽ cái xe máy của chúng ta các bạn sẽ đưa lên trên nhá. Chúng ta sẽ bấm chuột phải và chọn lớp. Rồi chúng ta lên một lớp đúng không ạ? Đấy, tiến lên. Thì như vậy là cái chữ motorbike của chúng ta nó đã nằm ở phía trên rồi. Bây giờ các bạn sẽ cùng xem này, ở trong này đấy chúng ta sẽ làm như thế nào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái xe của chúng ta nó có một cái đèn màu sáng như thế này. Thì chúng ta sẽ xử lý tình huống này như sau. Các bạn sẽ bấm vào mục thành phần. Rồi chúng ta sẽ gõ vào đây cho mình cái chữ là live. Đấy, thì có rất nhiều người chúng ta sẽ chọn những cái giải màu như thế nào. Đây, ví dụ chúng ta bấm vào cái này. Đấy, thì nó sẽ có một cái ánh sáng và các bạn sẽ đưa vào cái đèn pha của chúng ta. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu như các bạn muốn cái pha của nó rộng hơn, rồi là muốn cho nó lớn hơn, thì các bạn có thể lựa chọn thêm những cái ánh sáng khác. Đây có thể là rất là nhiều những cái ánh sáng để cho các bạn có thể lựa chọn nha. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể lựa chọn thêm nhiều những cái tia sáng như thế này nữa. Hoặc là ở trên này nó cũng sẽ có một vài những cái nhóm tia sáng để cho các bạn có thể dùng. Đấy, thì tất nhiên tùy vào những cái mục đích của các bạn để cho chúng ta làm cho nó phù hợp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay cái này. Đấy, các bạn sẽ nhìn vào cái hướng của cái xe này để cho chúng ta làm cái tia sáng cho nó phù hợp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay nó ngược lên một chút. Ok. Các bạn có nhìn thấy là cái tia sáng này nó đi với một cái nền màu vàng ấy, thì trông nó sẽ rất là khó chịu và nó không được nổi bật cái tia sáng này cho lắm. Thì bây giờ cái việc mà các bạn cần phải làm để cho cái tia sáng này nó nổi lên, đấy là chúng ta hãy chuyển cái màu này, cái màu nền vàng này nó thành màu đen đi các bạn. Đây, các bạn sẽ đổi cái nền màu vàng thành cái nền màu đen nhá. Đấy, thì như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy được là cái sản phẩm của chúng ta đúng không ạ? Cái tia sáng nó rõ ràng hơn rất là nhiều rồi. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể chúng ta xoay ngược nó lên một chút nữa. Đấy, trông những cái đèn cho nó sáng hắt lên. Ok, đấy, nó rất là thật đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đến một cái giai đoạn là các bạn sẽ thêm các nội dung này vào. Thì tất nhiên các nội dung này thì nó quá dễ rồi. Mình chỉ cần copy và mình cần Ctrl+V để mình dán nó vào đây cho các bạn thấy điều đó thôi nha. Và cái bước cuối cùng mà các bạn cần phải làm đấy là làm sao để chúng ta sẽ nhìn thấy cái phong cách của nó. Cái nền của nó hơi bị lơ một xíu, nó hơi bị nghệ thuật một xíu. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái nội dung gì chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thêm nó vào như thế nào. Các bạn sẽ bấm vào mục thành phần tiếp theo, các bạn sẽ chọn cho thầy Dương một cái từ khóa. Đây, nó sẽ có tên là Grand. Đấy, thì những cái nội dung này, đây các bạn có thể bấm vào phần hình ảnh. Rồi nó sẽ có cho chúng ta những cái màu hay thậm chí những cái kiểu như thế này. Rồi các bạn cứ cho lên đi. Chúng ta sẽ làm một lớp phủ ở phía trên nhá. Kéo rộng nó ra. Rồi ở trong này thì các bạn sẽ chọn cái chế độ là độ trong suốt để chúng ta sẽ kéo nó lại. Đấy, các bạn thấy không ạ? Khi mà chúng ta kéo nó lại như thế này thì các bạn sẽ cảm giác rằng là cái poster của chúng ta nó có nghệ thuật hơn một xíu. Đấy, nếu như các bạn muốn cho nó đậm, đấy, cho nó nhạt thì nó sẽ như thế này. Đấy, muốn cho nó đậm lên một chút thì các bạn sẽ cho nó lơ lơ theo cái kiểu như này. Đấy, đúng không ạ? Thì tùy vào cái cách làm của các bạn ấy, thì chúng ta sẽ có cho mình một cái poster nó cũng sẽ khá là hiện đại. Và với cái phong cách kiểu như thế này ấy, thì nó sẽ làm cho những cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ có chiều sâu hơn rất là nhiều. Vậy thì khi mà các bạn đã làm xong một cái poster này thì chúng ta chỉ cần bấm vào mục chia sẻ thôi. Rồi chúng ta bấm vào mục tải xuống. Lúc này các bạn sẽ lựa chọn cái hình ảnh, cái poster mà các bạn mong muốn. Nó sẽ ở cái trang số bao nhiêu đúng không ạ? Đấy, ví dụ trang số 8 thì các bạn sẽ check vào cái trang số 8 này. Và chúng ta bấm xong. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào tải xuống. Và đấy là cái thao tác để cho chúng ta có thể tạo ra những cái poster nó cực kỳ chuyên nghiệp. Và các bạn hãy xem thật kỹ cái video này. Nếu như các bạn cảm thấy hay hoặc là cái video này có ích với các bạn thì đừng quên bấm vào nút like, subscribe để theo dõi nhiều các video mới nhất của mình nữa nhá. Ok, bye bye!